Món quà trận mở màn. Cả hai cùng được nhận. Nhưng ai sẽ tặng lại cho đối thủ trong trận đấu thứ hai? Câu lạc bộ Viettel, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, 19 giờ ngày 15 tháng 3 trên sân vận động Hàng Đẫy, trực tiếp trên kênh VTV5 Tây Nguyên, VTV6 và ứng dụng thể thao VTV Sports.